Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Lukashenko cũng tấn công Ukraine hay không. Và liệu nhà độc tài ở Belarus Alexander Lukashenko, 67 tuổi, có mở mặt trận thứ hai chống lại Ukraine hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh nhà độc tài Belarus Lukashenko là một người ủng hộ nhà độc tài Putin tại Điện Kremlin. Lo ngại về một cuộc xâm lược của quân đội Belarus đang gia tăng ở Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin Belarus đang dồn quân tại biên giới để tấn công miền Tây nước này và cắt nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây. Một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói với báo chí rằng nguy cơ của một cuộc tấn công của Belarus đối với Volhynia được coi là rất cao. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã sẵn sàng tấn công đáp trả. Volhynia là khu vực phía bắc của Lviv, phía tây Ukraine giáp với Ba Lan và do đó tiếp giáp với lãnh thổ của các nước thuộc NATO. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, những người chứng kiến đã quan sát thấy các đoàn xe quân sự của Belarus trên đường phố tới Brest, một thành phố gần với Ba Lan và Ukraine. Đây là điểm rất nguy hiểm. Khi Belarus tấn công Ukraine thì mặt trận sẽ được mở tiếp ra và leo thang quân sự sẽ tiếp tục được diễn ra. Đây là hình ảnh vũ khí của các nước thuộc khối NATO giúp Ukraine để chống lại quân Nga. Nhân viên cuối cùng rời Đại sứ quán Belarus tại Ukraine. Đáng chú ý, những nhân viên cuối cùng còn lại của Đại sứ quán Belarus đã rời Ukraine vào thứ Bảy ngày 19 tháng 3. Không nêu bất kỳ bằng chứng nào, Đại sứ Belarus cáo buộc Ukraine đã đe dọa thể xác Đại sứ quán và nói về các điều kiện không thể chấp nhận được. Khi đại sứ Belarus rời Ukraine, ông ta bị chia tay ở biên giới như một kẻ phản bội. Một lính biên phòng Ukraine đã trao hoặc ném cho ông ta một túi chứa 30 miếng bạc, ám chỉ là 30 miếng bạc, là vì theo nó, theo kinh Tân Ước, Judas đã phản bội Chúa Giê-xu. Các tín hiệu từ các nhà tuyên truyền của Nga và Belarus cũng rất đáng lo ngại. Một chương trình phát thanh tuyên truyền của Nga nói rằng Ukraine đang làm mọi cách để lôi kéo Belarus tham gia vào cuộc chiến dịch đặc biệt. Trong vài tuần qua, các quan chức Ukraine cũng đã cảnh báo về các cuộc tấn công với danh nghĩa giả mạo vào lãnh thổ của Belarus. Quân đội Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus và sau đó cáo buộc Ukraine đã làm như vậy. Đây chính là cái cớ để có thể Belarus tạo thành chiến tranh tấn công lại Ukraine. Đây là hình ảnh Putin đã từng tuyên bố chỉ tập trận với Belarus, nhưng rồi ông ta lại đưa khoảng 200.000 quân Nga xâm lược Ukraine. Nhà độc tài trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhà độc tài Belarus Lukashenko cho tới nay đã loại trừ được một cuộc xâm lược của quân đội mình. Tuy nhiên, Belarus đã đóng vai trò như một căn cứ cho quân đội Nga, bao gồm cả việc điều trị cho các binh sĩ Nga bị thương. Theo các cuộc điều tra và thăm dò, đại đa số người Belarus phản đối cuộc chiến chống Ukraine. Họ có thể nổi dậy chống lại nhà độc tài một lần nữa như họ đã làm sau cuộc bầu cử gian lận vào năm 2020. Lãnh đạo phe đối lập Svetlana cũng không ngừng nhấn mạnh điều này. Ngược lại, toàn thể nhân dân đứng về phía Ukraine. Điều này có thể được thể hiện, ví dụ, trong các tình nguyện viên Belarus, những người giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Lukashenko có còn có thể tự do quyết định về quân đội của mình nữa hay không, cho dù tự ông ta phản đối chiến tranh. Đây là hình ảnh quân Nga đã mượn đường của Belarus để được chuyển đưa vũ khí, khí tài, quân sự và con người sang tấn công xâm lược Ukraine. Đường sắt bị phá hoại bởi vì ở Belarus đã có sự phản kháng chống lại việc hỗ trợ chiến tranh của Nga. Theo người đứng đầu ngành đường sắt Ukraine, những kẻ phá hoại người Belarus đã phá hỏng tuyến đường sắt từ Belarus đến Ukraine nhằm ngăn chặn việc cung cấp thiết bị quân sự của Nga. Ông Tổng Giám đốc ngành đường sắt Ukraine Oleg được dẫn lời nói rằng kể từ ngày hôm nay tôi có thể nói rằng không có giao thông đường sắt giữa Belarus và Ukraine. Điều đó có nghĩa là quân đội Nga ở Ukraine không còn có thể được tiếp tế qua các đường sắt này. Trước đó, ông đã kêu gọi người Belarus là không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh tội phạm nào, và ông cho biết đã thành công. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Đường sắt Belarus tuyên bố
ngừng hỗ trợ Nga đưa phương tiện chiến tranh qua nước này để xâm lược Ukraine. Và tuyến đường rất quan trọng này giờ đây không thể để cho Putin sử dụng để làm bàn đạp tấn công nước láng giềng. Lukashenko nói về ông chủ của mình: Putin đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết. Kể từ khi đàn áp dã man các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử tổng thống gian lận vào năm 2020, nhà độc tài Lukashenko đã phụ thuộc vào Putin, nhà độc tài ở Điện Kremlin. Putin đã cứu được cái đầu của ông ta, nên giờ đây nợ ông ta rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia hoài nghi là liệu quân của Lukashenko có thể chiến đấu chống lại những binh lính khác hay không. Họ chưa bao giờ chiến đấu và động cơ của họ cũng không có. Hôm Chủ nhật, Lukashenko làm trò trên truyền hình Trung ương Trung Quốc và hát lời ca ngợi nhà độc tài Điện Kremlin và khẳng định rằng Putin đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết. Vì vậy, nếu Putin quyết định rằng một cuộc xâm lược của Belarus là cần thiết, thì Lukashenko không thể không đồng ý. Kính mời các bạn xem bản tin Đại tá chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Putin bị giết chết trên chiến trường Ukraine. Cái chết của đại tá Sergei thuộc trung đoàn nhảy dù cận vệ số 331 từ Kostroman đã được đài truyền hình nhà nước ở Moscow xác nhận. Đây là một thiệt hại to lớn đối với Nga vì ông vốn là một sĩ quan chuyên nghiệp và chỉ huy một lực lượng quan trọng. Đại tá Sergei, một chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Nga, đã qua đời vì bị bắn chết tại Ukraine trên chiến trường. Trước đó, sự thanh lý viên đại tá chỉ huy này của Nga đã được Trung tâm Thông tin và Truyền thông Chiến lược của Ukraine tuyên bố trên trang mạng xã hội của mình. Đây là hình ảnh đại tá Sergei bên mé trái, chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Nga. Báo cáo cho biết viên chỉ huy này là thiếu tá Sergei cũng đã thiệt mạng trong cùng với ông ta. Họ là một trong những người bị giết từ trung đoàn Kostroma, tức là trung đoàn mang tên Vinh Quang, được cho là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của nước Nga. Cùng trong bản tin, phía Nga thừa nhận rằng trung sĩ Alexander và hạ sĩ Yuri cũng đã bị thiệt mạng trong cùng một vụ. Đại tá Sukharov đã xuất hiện trên truyền hình Nga vào tháng Giêng khi ông dẫn quân của mình trở về từ Kazakhstan, nơi họ được gửi đến sau một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công luận và đe dọa nhà nước này sẽ bị lật đổ. Tuy nhiên, Putin đã cho can thiệp và đưa lính nhảy dù vào nước này để giữ trật tự. Nga đã mô tả sứ mệnh của họ là giữ gìn hòa bình, và Sukharev cho biết lực lượng của ông đã bảo vệ một nhà máy điện quan trọng ở Atamli. Đây là hình ảnh quân Nga can thiệp quân sự tại Kazakhstan trong thời gian vừa qua. Cũng bị giết trong cuộc giao tranh gần đây nhất của Ukraine là sĩ quan tình báo quân đội Sergei, một lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 22 của cơ quan tình báo quân đội Nga, viết tắt là GRU. Anh ta được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu gần Mariupol trong một cuộc phản công bằng tên lửa Krat của tiểu đoàn Azov của Ukraine. Đây là một tiểu đoàn rất thiện chiến và chiến đấu đến cùng để bảo vệ Ukraine. Trung tá Yuri từ Volokograd, chỉ huy một trung đoàn súng trường cơ giới, cũng đã chết trong một chiến dịch đặc biệt. Thiếu tá Ruslan Petrokhin, phó tiểu đoàn trưởng lữ đoàn súng trường cơ giới số 38, cũng được cho là đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch ở Ukraine. Và thiệt hại của quân đội Nga ngày một lớn trên chiến trường Ukraine khi đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, hơn 7.000 lính đã chết và 12.000 lính bị thương. Các chuyên gia tuyên bố các lực lượng quân sự Nga đang phải đối mặt với một cuộc thảm sát trên chiến trường, bị quân phòng thủ Ukraine đè bẹp, đặc biệt chiến lược đánh du kích tập kích vào ban đêm, các đoàn xe tăng, xe quân sự Nga cháy khắp nơi. Đây là hình ảnh phương tiện chiến tranh của Nga bị bỏ lại vứt vương vãi khắp nơi tại chiến trường Ukraine. Mặc dù nhà độc tài Nga dự kiến sẽ chiếm Kiev trong vòng 48 giờ, nhưng người dân Ukraine đã chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ đất nước của mình. Và bây giờ đã hơn 20 ngày trôi qua mà Nga dường như vẫn bị xa lầy. Taras Kisho, một thanh niên nghiên cứu liên kết tại Hiệp hội Henry Jackson, cho biết hàng chục lính Nga đã thiệt mạng trong nỗ lực liều lĩnh để chiếm sân bay Hostin. Đây là những lính dù đặc biệt. Ông nói với tờ báo The Sun rằng
họ, những người lính dù, đã được thả xuống trước khi quân chủ lực tiến vào nhằm chiếm giữ các vị trí quan trọng để hỗ trợ quân chủ lực tràn vào. Trong cuộc chiến này, họ đã bay đến sân bay Hostomel gần Kiev để thực hiện ý đồ chiến thuật này nhưng đều đã bị giết chết. Hai máy bay vận tải của lính dù từ Belarus tới để thực hiện chiến thuật tương tự tại một sân bay khác gần Kiev cũng đã bị bắn tan xác, trong đó có 300 lính dù đã thiệt mạng. Đây là một đòn chí mạng đánh vào sự xâm lược của Putin đối với Ukraine. Đây là hình ảnh máy bay chở lính dù của Nga tiếp viện vào chiến trường Ukraine, nhưng nhiều quân trong số đó đã bị chết. Trong bối cảnh quân đội Nga đang quyết tâm chiếm sân bay Hostomel cách thủ đô Kiev khoảng 30 km, cái chết của vị chỉ huy hàng đầu của Putin, thiếu tướng Andrei Sukres, là một đòn chí tử vào kế hoạch tiêu diệt Ukraine của Điện Kremlin. Dường như ông Putin tại Điện Kremlin đang lúng túng vì rất nhiều tướng và tá của ông ta đã bị giết chết. Ngoài ra, Gevgeny Dumurov, con trai người lính dù ưu tú, một trong những người bạn KGB của Putin, cũng bị bắn bởi đạn pháo trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Thông tin từ tình báo Mỹ cho biết quân đội Nga đã mất khoảng 30.000 binh sĩ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong đó có hàng trăm lính dù tinh nhuệ. Đầu tuần này, ông Putin đã mất vị tướng thứ tư là thiếu tướng Oleg Mikhail, 48 tuổi, cùng với 7 thành viên của biệt đội SWAT của Nga cũng bị chết trong trận chiến. Cuộc xâm lược đẫm máu này đã gây tổn thất to lớn cho các lực lượng chiến đấu của Nga khi có rất nhiều tướng tá chỉ huy liên tục thiệt mạng. Cũng đầu tuần này, điệp viên tình báo quân sự đại úy Alexei, 31 tuổi, cũng chết ở Mariupol. Nga đã không công bố số người chết ước tính ở Ukraine trong hơn 2 tuần vừa qua vì dường như số lượng tăng lên mỗi ngày, và khi công bố thì người dân Nga sẽ bị sốc và cuộc chiến phi nghĩa của Putin tại Ukraine có thể bị làm chậm lại. Đại tá Andrei Sarkov bị giết trong một cuộc phục kích của Ukraine gần Kiev. Theo sau là thiếu tướng Andrei Kolikov của tập đoàn quân vũ trang 29 Liên Hợp. Một vị tướng khác, Vitali Kerimuzov, cũng bị giết trong cuộc giao tranh bên ngoài của Kharkov. Trung tá Dmitry Sanov, người dẫn đầu một lữ đoàn chỉ huy lục chiến, cũng đã chết cùng với trung tá Denis và đại tá Konstantin, người chỉ huy tấn công đường không. Đây là hình ảnh đại tá Sergei Sukharov trên chiến trường. Sanov và Grebov bị giết khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố Chukiv, trong khi Sivlinsky thì bị giết ở miền nam Ukraine. Thiếu tướng Andrei Sukov cũng đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa Ukraine trong cuộc chiến giành sân bay Hostom khoảng 30 dặm bên ngoài Kiev. Tướng Margot cũng đã bị chết khi lực lượng đặc nhiệm Chechen của ông, bao gồm 56 xe tăng, bị tiêu diệt gần Hostom phía đông bắc của thành phố. Cũng trong số những người Nga thiệt mạng có tướng Vladimir Sokga, vị chỉ huy tiểu đoàn Sparta, một đơn vị quân đội của Đức Quốc xã, được sự hậu thuẫn của Điện Kremlin. Hai chỉ huy cấp cao giấu tên khác của Nga cũng đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này. Được biết, tiểu đoàn Sparta theo tiêu chí của Đức Quốc xã NEOS là một lực lượng cũng tham chiến để giúp Putin xâm lược Ukraine và đã bị thiệt hại rất nặng.